thì em đang muốn nói ở trong cái video lần này đó là em sẽ, nếu mà các bác mua một cái bộ mic này ở trong cái dịp Tết lần này thì bên em đang có chương trình rất là ưu đãi, đó là tặng một bộ pin sạc, bởi vì mic không dây là phải cần đến pin sạc các bạn. Các bác đỡ phải mua một bộ pin sạc nữa, mà các bác có một bộ pin sạc này và gồm có một hai đôi pin này để cho vào hai cái tai mic, thế là rất là hợp lý. Rồi, xin chào toàn thể các bác, chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì mãi mới bốc được một công ty DB Acoustic được 30 con mic DB350. Hiện tại thì hàng đang rất là hiếm ở trên thị trường. Những sản phẩm chính hãng này thì gần như là những cái đẩy ba kênh ấy, kiểu là em không lấy được một cục nào cả. Đây thì đúng 30 con mic này. Thì bây giờ em sẽ bỏ ra đây để bỏ ra và xả hàng cho các bác trong cái dịp Tết này. Chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi là đến Tết rồi. Và bên em cũng làm đến tầm 20 là nghỉ rồi, nên là em sẽ bỏ ra đây để xả hàng cho những cái sản phẩm nào vẫn còn đang tồn kho thì bên em sẽ xả bớt đi cho các bác. Đây. Mẫu DB350. Okay. Hiện tại thì cửa hàng đang khá là tơi bời bởi vì hàng này mới về và em đang bỏ ra để quảng cáo cho các bác. Và đây là 30 bộ mic DB350 em đang bóc ra và đang cắm để test thử cho bác về cái sản phẩm DB350 này. Và một điều nữa thì em đang muốn nói ở trong cái video lần này đó là em sẽ, nếu mà các bác mua một cái bộ mic này ở trong cái dịp Tết lần này thì bên em đang có chương trình rất là ưu đãi, đó là tặng một bộ pin sạc, bởi vì mic không dây là phải cần đến pin sạc các bạn. Các bác đỡ phải mua một bộ pin sạc nữa, mà các bác có một bộ pin sạc này và gồm có hai đôi pin này để cho vào hai cái tai mic, thế là rất là hợp lý. Và đây là những cái món quà cũng rất là nhỏ, không có gì to cả. Nhưng mà các bác cần những cái điều kiện, đó là các bác mua một bộ mic này và ấn đăng ký kênh cho em, thì bên em sẽ có những cái chương trình ưu đãi để tặng pin sạc. Và các bác nhớ rằng là trong từ giờ đến dịp Tết chỉ còn mười mấy hôm nữa thôi, thì bên em sẽ có những rất là nhiều chương trình ưu đãi, nên là các bác cứ theo dõi kênh của em. Và cực kỳ nhiều chương trình ưu đãi nó đang diễn ra ở trên kênh của Lam Hi Audio. Đây là gồm có 30 bộ. Hiện tại thì vang những cái loại vang như neck thì bên em đã hết sạch rồi, không còn nữa rồi, và chỉ còn mỗi mic thôi. Đấy, 30 bộ mic này em xả nốt trong cái dịp Tết này, 30 bộ DB350. Con mic này thì em đã review qua một lần rồi, mới chỉ có một video lên sóng thôi. Và lần này thì sẽ làm kỹ hơn một chút, đó là hàng về và cũng như là test chất âm luôn, test chất âm của con mic này luôn. Đây là cái hình thức của con mic này. Em đang review và setup sản phẩm này. Đối với con mic này thì nó là mặt màu xám trắng. Đấy, có màn hình ở giữa gồm có hai kênh. Đấy, gồm có hai kênh và chỉnh con này, nói chung là về hình thức con này. Con này thì các bác bảo là tai của nó đâu, nhưng mà đây là cái tai của nó thì nó sẽ là tai rời nhá. Những cái sản phẩm cao cấp thì thường là người ta làm tai rời ra. Đấy, người ta làm tai rời ra cho các bác, nếu mà tủ nhà các bác chật, hơi chật thì đấy thì nhà các bác có thể bỏ tai ra. Còn đâu hoặc là các bác đi sự kiện bác muốn tai lắp tai vào tủ đồ thì có thể lắp thêm vào. Ở đây. Đây là một cái sản phẩm chính hãng của công ty DB Acoustic. Đây, sản phẩm này, và các bác có thể soạn tin theo cái cú pháp này, chỉ mất 1.000 đồng một tin các bác có thể được bảo hành chính hãng ở trên chính công ty DB Acoustic luôn. Và tất cả các cái mã vạch này cũng như là quét mã QR hoặc là trang web của công ty thì các bác có thể lên trên này để tham khảo giá cũng như là biết được cái hàng của mình có phải là hàng chính hãng hay không. Và đây thì bên em đã nhập chính hãng của công ty DB rồi, không phải lo nghĩ rồi. Tay mic đây. Và công ty DB, để em tháo cái tay mic này ra xem. Đây. Tay mic này cũng màu xám. Ở đây cũng có một cái tem. Từ 640 MHz đến 690 MHz. À. Tem mã của con này đây, vỉ xanh. Con này cũng hai sâu, nhiều bác thắc mắc là bốn dâu có liệu hai dâu này liệu có bắt sóng xa bằng bốn dâu không, thì tí em sẽ test thử cho bác xem cái độ bắt sóng xa của nó là tầm tới đâu. Đấy, tuy hai dâu nhưng mà con này không thua kém gì những cái dòng bốn dâu đâu, nên là tí em sẽ test thử cho bác qua nhé. Đấy, để các bác hình dung đúng nhất về thực tế nhất về cái sản phẩm mic DB350 này. Mic này thì con này thì là cái dòng của DB, là cái dòng mà phân khúc tầm vừa tiền mà dùng ổn định nhất rồi. Có những cái dòng DB cao cấp hơn, nhưng mà theo em nghĩ là tầm tiền mà 2 triệu rưỡi thì như con này là chơi rất là ổn định nhất luôn. Ổn định nhất, nên là em sẽ tập trung đánh về cái lô này về, giá thành hợp lý cũng như là có thể là chất lượng của nó tốt. Đấy, 30 con cho các bác có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm. Sản phẩm này thì bên em về gần như là cũng chỉ mấy ngày thôi, không có nhiều đâu các bác nhé. Ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành lên test thử cái chất âm của mic này cho các bác cùng xem. Đây. Thì bây giờ em sẽ tiến hành test thử con
mic DB350 này qua một dàn âm thanh, đó là những cái sản phẩm của DB, cũng là của DB luôn. Một con đẩy DBD 2008 công suất 800W một kênh, một con vang DBS500 25 mã có cổng quang, có Bluetooth, và tiếp trên là nó là một con mic DB350 kết hợp với một đôi loa chính hãng của MB. Đây, bây giờ em sẽ bắt đầu test thử cho các bác cùng xem cái con này. Đây, em rất là thích cái nút bấm của cái con DB này, rất là nhẹ. Đấy, rất là nhẹ. Ok. Và bây giờ em sẽ tiến hành thử qua. Lực 6. Con này thì nhẹ rồi, không phải chê nữa rồi. Con này tiếng hát rất là nhẹ và em rất là gần loa. Bây giờ em quan trọng là em đã thử test thử kể cả những cái đoạn nhạc em đã hát ở trên một cái video trước rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu test thử cái chế độ mà bắt xa, mà nhiều bác rất là thắc mắc về cái chế độ này, xem con này có bắt đủ xa không. Lực 6, 7, lực. Bắt tiếng rất là hay. Con này hát thì em đảm bảo nhé, bên em đảm bảo con mic này cho các bác sử dụng luôn. Lực 6, 7. Hiện tại em đang rất là xa. Đây, cách từ đây ra đằng kia. Lực 6, 7, 8. Em sẽ vào trong này. Tiếp theo vào tận hẳn trong này luôn. Lực, vẫn được. Lực 6. Lực 1, 2. Vẫn được này. Đấy, các bác cứ bảo là không bằng mic 4 dâu đi. Lực, tại vì nhà nó hơi hẹp nên là không thể thêm được nữa. Nhưng mà con này đang nó rơi vào tầm 15 đến 20 mét thì thoải mái. Các bác có thể dùng sự kiện được con này nhé. Các bác có thể dùng được sự kiện đối với con mic 6. Đấy. Và cái độ chống nhiễu, nói chung là con này nó độ không nặng lắm, nên là cái tiếng mà tiếng chung của nó và tiếng kép của nó cao, nên là nó sẽ hát rất là sướng và không nặng như cái mic thông thường khác. Lực 6, 7, lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lực. Ok. Đấy, vừa rồi thì là thử em đã review qua sản phẩm này và thông báo các bác đã về hàng, được rơi vào tầm số lượng là rơi vào tầm 30 con. Thì các bác nào cần quan tâm đến sản phẩm này, bên em đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi đặc biệt ở cái dịp Tết, đó là mua sản phẩm được tặng pin sạc cho những người bác nào đăng ký kênh đấy, hoặc là đã mua sản phẩm của bên em một lần rồi. Ok, và em xin kết thúc cái video đây nhé, và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.